Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bến Tre, tính đến ngày 21 tháng 10, toàn tỉnh tiêm được hơn 686.000 liều vaccine phòng COVID-19. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có gần 70% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng vaccine phòng bệnh COVID-19, trong đó gần 614.000 người được tiêm mũi 1, chiếm gần 62,6%, gần 72.000 người được tiêm mũi 2, chiếm 7,3% dân số. Tỉnh đang tiếp tục tìm các nguồn vaccine từ nhiều đầu mối để đảm bảo có được lượng vaccine nhiều nhất, tiến hành tiêm nhanh, an toàn nhất để tạo độ bao phủ vaccine cũng như trả liều cho các trường hợp đến thời gian tiêm mũi 2. Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch lây lan còn cao, vì thế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm 5K để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.